xin chào cả các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta đang ở một cái vùng đất rất là mới. Đó thì là, cái này là do một người bạn của mình tạo ra các bạn. Đó, ngày hôm nay cũng như là một cái thử thách rất là cay cú các bạn. Một cái thử thách nói chung là siêu cay cú. Mình đặt tên là Noob chứ mình không có Noob các bạn nhá. Trời ơi, mình chỉ Noob hơi hơi thôi. Trời ơi, nhưng mà vẫn cay các bạn. Đấy thì ngày hôm nay mình sẽ, cái thử thách đó là làm bá chủ server này, cũng như là máy chủ Skyblock này. Đấy, máy chủ này vừa mới mở nên là cay quá. Vào chiến luôn. Đấy, mycvn.com các bạn nhá. Nhớ vào đây để có thể là chiến cùng mình. Rồi, cái server này cũng khá là VIP đấy, không lag đâu. Rồi, chúng ta vào máy chủ Skyblock. Máy chủ này vừa mới mở nên các bạn có thể là vào đây chơi đua top luôn. Rồi, vừa mới mở nên là mình mới chọn đấy. Trời ơi, chọn mấy server, mấy máy chủ mà lâu lâu rồi thì úi dồi, bạn này bay. Thanh niên này đêm rồi mà vẫn cứ bay. Chọn mấy server lâu lâu là vào không có thể làm chùm được đâu. Rồi, trước tiên là để có thể làm chùm được thì ui giời, đây là top à. Mình xem là bên này có những cái gì ta. Ở đây là mở dương này các bạn ạ. Nhưng mà thôi, mình nghĩ rằng mình có tiền mà. Thôi, mở dương làm cái gì? Ở đâu sao? Vào menu xem có gì không? Tạo đảo à? À đây, tí nữa vào Skyblock sau nhá. Vào đảo của mình sau, ở đây là nâng cấp à? À, nâng cấp dương Ender này. Ok, mình có point các bạn. Rồi, cứ mua tạm 18 slot dương Ender đã để được đồ linh tinh. Rồi, ở đây có kit à. Ui, không cần nhận kit các bạn. Đấy, các bạn có thể vào đây nhận kit này. Cửa hàng chức vụ. À, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ mua mấy cái chức vụ này. Rank các bạn. Rồi, ok, rank à. Mua hết full rank luôn nhá. Có tiền, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Để mua rank chứ để làm cái gì? Trời ơi, mình cứ mua full đi. Mấy cái rank này nó sẽ giúp ích mình rất là nhiều. Đấy, rank, đấy, rank càng cao thì các cái ưu đãi cho mình càng nhiều các bạn. Ôi ôi, ưu đãi cái gì đây? Có thể fly thì các thứ không cần đặt đâu các bạn. Cứ mua cái rank cao nhất đi. Ra máu kim cương à? Rồi, rank cao nhất rồi. Đã làm chùm chưa? Chắc chắn là chưa các bạn này. Giờ chúng ta sẽ làm gì ta? Shop này, cửa hàng nạp thẻ. À các bạn nạp thẻ ở đây nhá. Đấy, vào nạp thẻ ở đây này. Cửa hàng poi. À, cửa hàng poi ở đây à. Nhưng mà mấy cái này để làm gì đây? Shop đổi ngọc nâng cấp. Thôi từ từ đã. Chúng ta đi dịch chuyển qua chỗ khác đó các bạn. Mình sẽ dịch chuyển qua cái chỗ xem nào, qua cái chỗ khu donate này, khu cường hóa, khu trao đổi. Đây 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 đây. Qua cái khu donate này các bạn. Qua cái khu này là chắc chắn là rất là nhiều đồ VIP. Đó. Tới nhà dịch chuyển chưa? Đây, chính ở khu này đây, mình sẽ trước tiên là mua đồ VIP cho đã, làm gì thì làm. Đồ VIP ở đây thì sẽ bán xem nào. Úi giời ơi. Khải Huyền giáp à? Tinh Anh giáp à? Tựa xem bên này là bên này màu tím tím các bạn. Chắc là đồ xịn bên này. Đao tím à? Úi, đao tím có 100 coi à? Không không, cái này hơi củi các bạn. Vũ điệu tử thần à? Úi giời, cũng củi quá nhỉ. Xem nào. Úi giời ơi, super donate à? Wow. Úi giời ơi, 100 coi mua liền, mua liền các bạn. Tầm này là mua liền. Mua liền, mua liền. Cửa hàng nạp thẻ và cửa hàng poi đây. Trời ơi, làm vài nghìn các bạn, tiêu vài nghìn coi các bạn. Tiền nhiều để làm gì? Để tiêu chứ còn để làm gì? Rồi ok, kiếm phải không? Độc địa long ngục. Úi dồi ôi, kiếm VIP các bạn ạ. Đấy, kiếm VIP. Rồi ok, lưỡi hái linh hồn xem nào. Lưỡi hái linh hồn à. Mùa nốt đi, trả lời các bạn ạ. Mùa nốt đi thì để làm gì? Đã thế thì mùa nốt đi các bạn ạ. Trời ơi, mùa không chừa một cái nào luôn. Tiền nhiều để làm gì? Là để mua đồ. Rồi, đồ VIP à? Cái này gì đây? Wow, cái này để dịch chuyển các bạn, gạch teleport này. À, chúng ta có thể là dịch chuyển nhưng mà thôi, chắc là mình không cần dịch chuyển đâu bạn. Rồi, ở đây là cái set đồ cái gì đây? Thiên thần này. Ôi ôi. Ui, set này khi chúng ta mặc vào có hiệu ứng này. Ồ, nhưng mà cần ok, cần rất là nhiều từ. Chúng ta sẽ lại mua tiếp. Trời ơi. Đấy, mua thêm mấy cái coi vàng này nữa các bạn. 20 coi các bạn, 20 coi phải không? Úi giời. Rồi, đổi nhá. Bây giờ mình sẽ mua đây, mũ này, áo này. Mình phải mặc nguyên một set vào nó mới hỗ trợ các bạn. Kiểu như là rồi, cung này. Nó mới cho mình cái úi giời ơi, xem nào, cung. Úi giời ơi. Mặc nguyên một set này vào. Úi giời ơi. Cái lưỡi hái à? Lưỡi hái linh hồn ghê vậy. Đấy, mặc nguyên một set này vào. Ui, có may mắn các thứ này. Ui, cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Trúng đòn này. Ờ, úi giời, máu miếc các thứ né niếc này. Máu cộng 10 tỷ lệ hất tung. Ui, ghê chưa? Trời ơi, set này có vẻ xịn sò đấy. Set này được của nó đó các bạn ạ. Trời ơi, lưỡi hái linh hồn này. Cung này mình, ui chết rồi. Mình không có tên rồi, mua tên rồi. Thôi tí tính sau đi. À, còn cúp nữa các bạn. Rồi,
mình sẽ nâng cấp cái cúp đã, cúp để tí nữa mình vào đảo của mình. Làm gì thì làm, cứ nâng cấp mấy cái đồ VIP này đã, xong tí nữa chúng ta đi quẩy sau. Rồi không thì người khác, người ta gọi là chê mình đấy. Rồi xem rằng là đây có đồ gì VIP xịn sò hơn không. Cúp này, cúp này. Rồi ok, nâng cấp tiếp các bạn ơi. Úi giời, đây cúp thợ mỏ à. Ui cái này là tốc độ đào 9 ra tài 7 ạ. Ui xịn phết nhờ. Còn nữa à, còn cúp nữa cơ à. Rồi mua thiếu bạn này. Rồi 50 coin. Ok, nâng cấp cái này, nâng cấp cái cuối cùng các bạn ơi. Nâng cấp cái cúp cuối cùng đây, cái cúp cuối cùng. Rồi còn cái gì nữa không ta. Bão kiếm à. Úi giời ôi, bão kiếm. Bão kiếm với chúng tôi là mua hết. Mua hết các bạn ạ. Mua không trượt một cái nào luôn. Cái gì đây. Pháp sư à. Gậy pháp sư với chúng tôi à. Tí nữa mình dùng hết các loại vũ khí nhá. Các bạn thích cái nào các bạn vào đây các bạn mua thôi. Tiền nào của đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta có cái gì đây. Ui trời ơi, một cái rìu đấy các bạn ạ. Một cái rìu đấy. Tinh anh giáp. Tinh anh giáp à. Ui cái giáp này chết tả rồi. Giáp này hình như là VIP hơn cả cái giáp. Ui độ hiếm này. Độ hiếm là 5. Còn cái này độ hiếm mấy đây. Ui cái này còn không nhìn thấy độ hiếm. Cái này không nhìn thấy độ hiếm luôn. Khải huyền giáp vừa lấy mình xem rồi. Ui cái này mình nghĩ là VIP hơn này. Trời ơi độ hiếm là 6 lần. Ok mua. Tầm này là mua các bạn ạ. Tầm này là mua. Trời ơi. Ok bây giờ mình sẽ mua cái đây giáp. Ui là mày giáp xịn các bạn. Giáp xịn đấy. Trời ơi mình mua cái rồi. Cái gì đây. Úi giời mấy thanh niên này thấy mình mua lao vào đây để ngắm cái gì. Solo không. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sau khi sở hữu những cái món đồ VIP mình nghĩ rằng là ok rồi đấy. Xem là còn cái khu đi chiến bốt đã. Ở đây thì có khu trao đổi này. Mình có thể là qua đây. Thực ra xem khu trao đổi nào. Những cái nơi mà các bạn đó các bạn có thể là đi farm đồ không. Chúng ta không cần nạp tiền cũng có thể xem có đồ VIP gì không. Úi giời đây là bầy pickaxe này. Pickaxe đá. Ui được phết nhờ. Chậm hỏng ra tay 4 lần. Nguyên liệu này. Mấy cái này chẳng có gì không. Mấy cái này là sách ma thuật. Ui tính ra là chúng ta không cần nạp tiền cũng có được có đồ VIP đấy các bạn ạ. Trời ơi. Ui gia tài 5 này xịn phết đấy chứ. Kỹ năng là dịch chuyển nữa cơ à. Trời ơi. Ui cúp này xịn đấy. Ui wow. Thế tính ra là cái cúp xịn nhất là không phải cái cúp này đâu các bạn ơi. Trời ơi cúp này cơ. Ok nhưng mà mình chưa farm được các bạn. Cái này là tiền không giải quyết được vấn đề. Cái khu này là tiền không giải quyết được vấn đề gì. Ui đồ hỏa vương à. Rồi cung hỏa vương này. Cái này là tiền không giải quyết được vấn đề các bạn chịu rồi. Rồi cái khu này là dành cho mấy cái bạn nào mà farm gọi là chịu khó cày cuốc đấy. Mình thì lười lắm, mình chỉ thích đi PVP thôi. Nhưng mà không. Rồi làm chùm server này chắc là mình sẽ bỏ cái tính lười. Khu cường hóa, khu trao đổi à, cường hóa để enchant trang bị này. Quay hòm vừa nãy rồi, khu donate, khu chiến đấu. À, ra khu chiến đấu đi. Rồi. Mình sẽ bắt đầu ra khu chiến đấu các bạn. Thử thách à, nào. Tôi đã đang bị đói nha. Dùng tiền để mua đã. Mình xem nào có mua táo vàng không. Menu nào shop đâu. Rồi chúng ta sẽ qua khu thức ăn. Đây táo vàng đây. Mua luôn các bạn ơi. Thêm 10 này 15 này. Chấp thuận. Ok. Làm mấy chục quả táo vàng ăn chơi các bạn ơi. Rồi giờ ui mua táo vàng 35 quả hết 700.000 cơ. Chết giả rồi. Tiêu nhiều thế. Tí nữa hết tiền mất. Rồi ở đây là cái khu PVP các bạn. PVP. À bên này là có cả cái khu đây chúng ta có thể farm quặng bằng cách PVE nữa các bạn ạ. Đó, đây mình test luôn cái kiếm nhá. Úi giời. Rồi, đó, đánh được kim cương. Đánh được kim cương sắt tiếp các thứ. Ui, được phết nhờ. Úi giời ơi. Đánh được sắt này, được than này. Rồi, mấy thanh niên này hình như là không có vũ khí cứ rình rình mình đánh rồi. Ăn hồi à? Cái gì? Ghê. Úi giời, mũi đốt inox các bạn. Mũi đốt inox. Đổ ạ. Ui, cái kiếm mình lấy cái kiếm xịn nhất phải không? Đã đổi theo cái. Bạn này đánh mình cũng không xin nhê các bạn. Trời ơi. Ai à, thanh niên này có kỹ năng. À, thanh niên. Làm sao? Úi giời ơi. Tính ra cái kiếm xịn nhất của mình đánh cũng chả xin nhê. Chết queo luôn. Chết queo luôn. Trời ơi, đi ngủ mới run luôn. Rồi, thanh niên. Thanh niên. Thanh niên, à, làm sao? Thanh niên đi ngủ mới run luôn. Rồi,
mình để yên để nó farm, nó đang farm ở cái khu này, khu PVP. Thế nên là cả có cả PVE. Thế là mọi người thi nhau ra đây, thế là tranh chấp nhau cũng khá là nhiều bạn. Đó, khu này là dùng cúp, dùng kiếm là đánh được hết rồi. Ui ui, bọn em đây rồi. Em ngáo à. Thôi mình không đánh các bạn. Đó, mình có thể là farm lấy quặng kim cương này. Nói chung là farm bằng cách này cũng được, hoặc là đi ra cái khu mình đào cũng được các bạn. Khu đảo của mình nhé. Rồi. Ok, chúng ta sẽ bắn cung mình rồi. Rồi nha. Nấp. Rồi. Nấp. Tay niên bị ăn bổ một cái. Chết quéo luôn. Nấp. Ai là chủ? Hả? Ai là chủ khu này? Ai? Trời ơi. Kiếm ở đây chém rất là đã các bạn, chém liên tục luôn. Nấp. Hình như bạn này cũng có cái lưỡi hái các bạn. Rồi, chết queo luôn. Uầy, kiếm mình xịn đấy. Kiếm mình xịn xò bò đấy. Ok, lên trên này rồi. Chúng ta chui vào đây để bạn. Tay nhiên đen này. Thử đi nhau, mình ra mình bắn nó mũi đấy. Nè mới chúng tôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ qua cái khu vực nào ta, còn cái khu vực nào để mình đây. Lát thui à, ghê vậy. Rồi, khu sửa chữa, khu câu cá này, mấy cái khu này. À đây, khu đánh bốt. Uầy, khu bắt cua luôn à. Rồi, ok, chúng ta qua khu vực bốt đây. Làm chùm ở server này, phải quẩy bốt ạ. À. Bắn cái gì cày. Cày cú game mình thế nhở. Rồi nha, mình quẩy mấy cái khu này á, tí mình sang cái đảo của mình sau. Uầy. Ủa. Bốt chết quê. Uầy, bốt cùi thế. Trời ơi, tôi pha con bốt. Ui. Trời ơi. Mình vip đến nỗi mà đánh cái con bốt này cứ one hit thế này thì. Ui giời ơi. Trời. Rồi luôn. Ui. Được không các bạn? Nào xem nào. Ui. Không phải thì kiếm của mình xịn đấy các bạn ạ. Nhưng mà cái cung cũng xịn mà, cung bắn hai cái chết. Cái linh hồn của con bốt này nó sẽ gây cháy và tăng tốc độ này ở tay phụ này. Được phết nè. Nhưng mà mình nhiều quá rồi. Ê, thế chết rồi. Bây giờ làm thế nào để mình chắc phải chạy ra xa một xíu để mình dịch chuyển đó các bạn này. Còn nó đang đi kiếm mình. Mày kiếm ai? Ủa. Biết đấy, ngoài dạng vừa đâu. Mình phải dụ nó qua đây đã. Chúng ta phải dụ nó qua đây. Nó không qua đây à? Ừ, ngon quá. Rồi, đi chỗ khác rồi, con bớt này cùi quá à. Mình ra cái khu quái vật này nào. Khu hầm. Trời ơi, khu hầm này xem có cái gì không. Ok nhá. Xem nào. Úi dồi ôi. Tối thế nhở. À đây rồi. Đây. Chắc chắn là mình sẽ đăng cái clip lên cho thằng bạn mình, nó bẽ mặt các bạn ạ, cho biết thế nào là sự paro. Ui, đây có con bốt tên là Át này. Con này cầm cung này. Ui. Đó nhà nó ở chỗ nào nhỉ? Hình như bên này. Rồi, mình sẽ đi xử con này đã. Bài một con bốt này. Hình như là có người đánh mấy cái con bốt này rồi. Thế nên là máu yếu rồi. Bây giờ mình chỉ cần vào thịt thôi. Hợp lý các bạn. Đấy, nói chung là các bạn nào muốn vào đây đua top ấy, mình nghĩ rằng là các bạn nên vào luôn. Đấy, vào chơi luôn để có thể là tranh cướp top, chứ không là vài bữa nữa. À, ở đây có quái vật này. Đấy, chúng ta có thể là farm được những cái món vật phẩm gọi là xịn sò để đổi những cái món đồ VIP mà không cần nạp tiền ở đây. Rồi, cũng được thôi. Đấy, chúng ta có hai cách mà. Một là đô la Mỹ thần trưởng. À đâu, Việt Nam đồng thần trưởng. Úi, gã solo. Tui PV kiếm giỏi lắm. Sao chết chạy. Trời ơi, mấy thanh niên gã solo ạ. Ôi, gặp Việt Nam đồng thần trưởng của núp thì thôi, trưởng em một cái. À, đây. Có con bốt ở đây các bạn ơi. Đâu, nó đâu ra. Ui, trời ơi, bốt Át cầm cung ạ. À. Át cầm cung với chúng tôi. Rồi, linh hồn của Át này thì gây cháy các bạn. Ui, xịn thế nhỉ. Rồi, nhưng mà mình tiêu diệt nó rồi. Tính ra mình đi thảo phạt bốt cũng nên. Rồi, bây giờ là còn cái khu nào, khu Bắc Cua. Khu sửa chữa, sửa đồ các bạn. Nhưng mà đồ mình không hỏng. Khu quay hòm, khu trao đổi, khu cường hóa. À, cái này có thể là cường hóa đồ luôn này. Ê, được nhá, chắc là mình phải ra khỏi cái khu này mới dịch chuyển được rồi. Ở đây bọn quái vật nó đông quá. Ôi, con này khỏe thật. Trời ơi, con này tính ra khỏe thế nhở. Thôi, không đánh nhau với mày nữa. Mình nhận được cái gì đây? Sợi chỉ à? Sợi chỉ chắc là để đồ VIP. Đổi đồ VIP các bạn. Đây, đi ra đây đi. Ok, đi ra đây. Thôi ôi. Ra đây đã. Ăn đã. Đấy.
Rồi, chắc có lẽ rằng là mình thôi, mình không PVP hay PVE nữa, tí nữa tính sau nhá. Giờ thì mình sẽ tạo đảo đi. Chúng ta sẽ tạo một cái đảo đây, chắc chắn rồi, Skyblock mà. PVP, PVE nó chỉ là gọi là phụ thôi. Đấy, tạo đảo xong chúng ta nâng cấp đảo cũng như là tạo đảo xếp đá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gõ cái lệnh này. Đấy các bạn, gõ lệnh như thế này. Sau đó thì đâu nhỉ? Sau đó thì chúng ta đặt tên nó là, đặt tên là T đi. Đấy, ô, có người tạo đảo rồi à? TG đi. Đấy, rồi. Ok, đảo bình thường đã. Trời ơi, cái khu này, mình có thể fly ở trong cái đảo của mình mà. Trời ơi, xịn sò chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái tính năng đó là nâng cấp đảo đã. Nâng cấp đảo này. Đấy, nâng cấp mấy cái hốp này đi. Mấy cái hốp này, 53 mấy cái này nâng cấp hết nha. 30 tiền phải không? Mình có tiền. Đấy, mấy cái này các bạn có thể là ui giời. Ô, nâng cấp không là diện. Diện. Đây. Ô, diện tích đảo. Ô, hết tiền rồi à? Ui. Giờ rồi, hết tiền rồi, làm thế nào? Thôi thôi, chắc có lẽ mình bắt đầu kiếm tiền chết giờ rồi, tiêu nhiều quá. Dài rồi. Rồi, không sao. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu sinh tồn thôi. Cất kiếm, cất cung đi. cất kiếm, cất cung đi, giờ dùng cúp thôi. Úi giời. Huyền Long địa ngục đó. Cất kiếm, cất cung đi, bắt đầu sinh tồn bằng cách là tự thân vận động thôi. Ở trong cái này thì đấy, nâng cấp hết tiền nâng cấp rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ chế tạo nhá. Ở đây thì sẽ có hai cách, là một là các bạn sẽ dùng xô nước. Đâu nhỉ, xô nước ở đâu ta? Biết giấu ta, có cái giường đây. Đây. Một là dùng xô nước, đây, dùng băng này, dùng nước này hoặc là mấy cả dung nham. Đấy, hai là dùng cái hàng rào các bạn. Đây, hàng rào đây ngon đây luôn này. Đấy, hàng rào ở đây luôn. Thì mình nghĩ rằng là các bạn nên dùng hàng rào, bởi vì như thế nó sẽ giúp cho các bạn là nói chung là bạn nào chơi nhiều các bạn sẽ biết mà. Mình không cần giải thích đâu, giải thích nhiều đâm ra nó bị quê ấy. Nó bị quê ấy. Đây, ui, ở đây công thức nó còn khó luôn ạ, không cần phải không cần hướng dẫn luôn ạ. Ghê vậy. Rồi, đây chúng ta sẽ làm một cái đã. Mình thì lười làm máy farm đó các bạn, làm máy farm thì chúng ta làm nó sẽ đơn giản, nó nhanh hơn, nó ngon bổ rẻ hơn. Nhưng mà mình đào tạm tạm đã, lúc nào làm máy farm sau. Tuyển các bạn vào đây farm hộ mình cũng nên. Vào đây làm chùm server của mình nhá. Ok chưa? Ok la chưa? Bây giờ là đổ nước vào đây. Đổ nước vào đây. Đấy, lập cái này vào. Đào tạm thôi các bạn ạ. Tạm bợ thôi. Đấy, đặt vào đây. Đâu còn nước đâu nhỉ? Ngon ngay chứ này, ngon ngay chứ, làm nó chỉ nó chuẩn bài luôn bạn. Tại sao mình chọn lò gỗ? Bởi vì là cái cúp này ấy, mình mà để đá dưới là mình rất là hay đào rất là vỡ. Bạn thấy không? Trời ơi. Đây, sau khi đào xong, ví dụ ở nhà mình đào đã. Úi giời, cấp độ đào là cấp độ 2 rồi đấy. Ngon chưa? Đào nhanh chưa? Chưa gì đã cấp độ 2 rồi, tí nữa mình sẽ giữ cái tốc đào luôn. Trời ơi, xem nào. Đào cúp này cái tốc độ đào nó gọi là bá cháy luôn. Ok, cấp độ 2. Đó, mình có thể là cái ở đây nó ở trong cái server này rất là hay, đó là nó sẽ không bay vào dương của mình mà nó sẽ bay vào cái hopper ấy các bạn. Đó, bay vào cái lệnh đó là ai, các bạn có thể là gõ là ai hopper này đó. Trời ơi. Nó sẽ giúp cho mình chứa ở đây. Đấy, ví dụ là mình đang có 9 khối ngọc lục bảo này. Đấy, để rút khối ngọc lục bảo ra là mình kích chuột bên này. Đấy, kích chuột trái còn bán là. Đấy, mình kích chuột trái để rút phải không? Ok, rút vật phẩm. Trời ơi, đơn giản. Ui. Đây. Ô, không rút được à? Hình như là phải cần 32 sao? Từ từ nha. Mình đào nhiều mà xíu rút được mà. Đây, mình rút lại cho các bạn xem. Ôi, không thể thực hiện được. Thôi, cứ đào đi đã. Đại khái là các bạn sẽ rút bằng cách vào đó, hoặc là các bạn bán luôn cũng được. Ui dồi, đấy, trụ nó cấp độ đào là 2 rồi. Ôi, lành các bạn ơi, đào được một lúc. Cái đá này thì chúng ta có thể là mở rộng sau. Kim cương là cái thứ gọi là đắt giá ở đây các bạn ơi. Đắt giá nhất ở đây đó là kim cương đấy. Mà vừa nãy, từ vừa nãy đến giờ mình đào được khá khá kim cương rồi. khá kim cương rồi, chúng ta cứ đào đi. Đào đi xong rồi tí nữa mình sẽ bán sau. Ok, đào đã. Trời ơi, ngon ngay. Ngon ngay, chưa gì đã level 2 rồi. Không biết là top bao nhiêu rồi. Đấy, thì sau một hồi đào thì cuối cùng thì mình cũng đạt được cái top khá khá rồi. Đâu, kiểm tra xem là có phải là top khá khá không. Bây giờ là chúng ta sẽ xem top đảo nhá. Top đảo nào, xem đảo của mình nào. Úi dồi ôi, đã được top 4 được à? Ngon thế nhờ. Rồi, top 1 thì chắc là phải chờ tầm 30 phút 1 tiếng nữa mình sẽ được top 1 ngay mà. Đấy, vừa mới đào được 5 phút thôi mà đã được top úi giời, bạn này cho mình này. Đã được top top 3, top 4 rồi. Quá là ngon luôn. Ok, bây giờ là mình sẽ làm gì ta?
À thôi bán thì chắc là thôi không cần bán đâu. Thử đâu, bây giờ mình sẽ bán cái kia đi. Chúng ta sẽ bán cái nào có cái nào. Úi giời, cái này được bao nhiêu? 55 năm. Úi giời. Mấy cái này chắc là mình cứ để lên 64 đi, bán cho một thẻ các bạn ạ. 32 này, ok, bán cái này đi. Đấy, chúng ta có thể là thôi ơi. Mình bán vật phẩm mà. Đây, kích chuột phải để chuột trái để bán. Rồi, ok, bán rồi. Đấy, được 640 tiền luôn. Rồi, mình quên mất là nhấn mua các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là cách đăng ký ở vào cái server này nhá. Rồi thì bây giờ đến phần đăng ký. Thì để có thể là chơi được cùng mình thì các bạn sẽ phải vào cái web có tên là mycvn.com. Đấy, đường link mình để phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment đấy, thì các bạn có thể vào. Sau đó thì đơn giản thôi, ấn vào đăng ký. Đấy, IP cũng là mycvn.com nhá, nhớ là như vậy. Ấn vào đăng ký này. Đấy, đăng ký đơn giản lắm các bạn. Nhớ là tên đăng nhập này. Sau đó này, mật khẩu này, cứ nhập chính xác, nhớ đừng có quên. Trời ơi, mấy cái này là mất ắc, là các bạn phải phải dùng số điện thoại thật mấy cái email để lấy lại đấy. Nên là bắt buộc phải đăng ký thật nhá. Đấy, đấy, còn IP là mycvn.com, bạn vào nhập là xong. Phiên bản là từ phiên bản 1.11.2 trở lên, đại khái là như vậy. Rồi, ok. Chúc các bạn đua top, nói chung là vào làm chùm server trước mình nhá. Chứ không là mình mà để mình mà làm chùm server là các bạn ăn hành đấy.